gì á? Mấy con cá sấu. Con tê tê. Con tê tê. Tê tê là con giác gì hả? Tê tê. Tê tê. Kìa hà mã kìa. Con bướm quá. Ừ. Ba đi tiếp bên này à. Túi lanh. Nghe nghe tiếng suối chưa? Ồ, cái miếng dán quá dày nè Khang ơi. Cái bộ ngựa quá trời dày luôn nè. Thấy chưa? Ồ, cái cây này quá to luôn á. Thấy không? Con thấy cái cây quá to luôn Khang. Không, đây là nguồn nước đổ nghe nè. Đi đây nước gì đây, tắm, xíu tắm. Anh lên trên đó chụp hình là đẹp lắm. Dạ mình tắm cũng đã nữa. Làm có luôn. Dạ đây đó khoảng 10-15. Cái đầu này mới cuối à, còn ở trên kìa. Ở trên á. Trên là cái đẹp luôn. Thằng mình đi trong rừng mà. Nắm tay chương bây giờ. Tôi ghép thục đá nên bản đá là thành lối đi. Này là phải sắp xếp rồi. Không hoàn hợp tự nhiên nữa. Không phải
Hả? Có đồ của con. Ba quên. Ba chú nhiều đi qua tú bên kia rồi kìa. Nước sạch tao mà con rửa tay. Ơi con đi đi, con đi tự nhiên đi ba, con theo kịp mà. Chỗ nào đẹp nhất á.
Đúng rồi. Anh đi cho biết. Lên tới đợi nó quay mới đã. Ừ. Sao dắt đi ha. Ba. Ơi. Tại con quay lầu. Là ba quay từ lúc mà xuống xe tới giờ thôi. Đúng rồi. Hả? Quay từ bên ngoài. Đi tới đó là tới. Ô, tới thác rồi kìa Khang ơi. Dạ. Tới thác rồi kìa. Thôi đi lộn rồi. Về lên đi. Rồi. Đi lên đi con. Lên đi. Ừ.
lại cho cái điểm cuối cùng đi. Đây tới xuống chân này Khang ơi. Cẩn thận. Trời lắm tiền quá. Không chụp ở trên thôi, không đừng có chụp ở dưới. Ở trên cái đầu tay vậy là được rồi. Khang quay giùm ba con. Quay giùm ba chỗ này nha. Từ từ. Khoan ha, quay kỹ nha. Mấy nha, nãy giờ ta chưa xuất hiện á. Thấy không? Dạ. Đứng đây đi. Đứng đây là cái nguyên cái hết rồi. Thầy đâu rồi? Thầy ngồi đằng kia rồi. Vô con. Vô đi. Rồi, đây. Chụp nữa đi. Chụp vài tấm đi. Tấm là đẹp quá. Rồi. Rồi, cho hai chụp đi nữa không? Hai chụp hai đi. Chuẩn bị tàu tắm.
lắm hả? Lên đây nè, lên đây với ba nè. Lên đây thay đồ. Lên đây. Ừ.